I've opened the back door because Phil will be here in about 30 to 40 minutes, okay? Is it time to go to the back door? Yeah. Buổi sáng của chú anh chị, ba chị uống sữa. Ba chị tối qua về lúc 12 giờ đêm, mọi người lúc đó là em chị đang ngủ rồi. Sáng em chị dậy thấy ba mừng quá chừng. Xin chào con bà câu chịu chị uống sữa. Chú đang ghé ngồi đi con. Honey, where's a little dish to put the thing in? Yeah. Good girl, babe. Rồi bên đây ngồi nè. Yes. You can start. Bên đây ngồi con. Bữa nay cái bác thợ mà sơn nhà kim á, chỉ làm những cái coving là cái đó không gọi là gì kia không biết luôn á. Mà giống như là cái miếng thạch cao đi vòng vòng cái tầng nhà này của chú anh chị cho đẹp á. Là hôm nay bác sẽ đến, khoảng 8 giờ là bác đến rồi đó. Là lúc đó chắc Kim đưa chị đi học, bác ở nhà bác làm. My other girls are careful. Hôm nay nhà bếp người ta đã đến tô rồi nè, cô chú chị đã đến sơn màu rồi. Nhưng mà cái màu ở khúc dưới đây nè, chọn sai màu với mọi người. Không biết sao lúc mà Kim nhìn vô cái sách màu là Kim chọn cái màu khác. Mà bây giờ khi mà người ta tô lên xong á, thì Kim đi về Kim thấy cái màu này nè. Cho nên là Kim không có phải cái màu Kim chọn đó. Ngày mai Kim sẽ nói người ta chọn lại cái màu khác. Cái màu này thì nó hơi sáng quá phải không mọi người. Hôm nay đưa chị đi học xong nè, Kim có đi mua thêm một ít dụng cụ cho nhà bếp nữa, đồ dùng nhà bếp nữa của chú anh chị. Kim muốn mua cái này nè, để mình dắt thớt á, để mấy cái thớt vô đây nè, hoặc là nắp dung nồi ha. Cái thảm mà để ngay chỗ cái bồn rửa chén này của chú anh chị, có hình con cá nè. Dễ thương cho mọi người. Cái màu cũng nhẹ nhẹ dễ thương. Nó là Kim chọn cái màu của cái nhà Kim á, là nó hơi giống như vậy ha. Không giống vậy, không phải là giống như vậy 100%, nhưng mà hơi giống như thế này nè. Nhưng mà lên cái màu này giống như bầu trời xanh quá cô chú anh chị, sáng quá. Nó lại không có hợp. Nên là Kim muốn chọn lại nó. Mấy cái hộp này giống như hộp lock and lock ở Việt Nam đó cô chú anh chị. Cái này để đựng đồ ăn hay đựng trái cây hay đựng cái gì để tủ lạnh nè. Cái hộp vuông vứt thì nó sẽ, khi mà mình để vô hai cái hộp á thì nó sẽ tiết kiệm được diện tích hơn là cái hộp tròn. Cái hộp tròn thì nó không có tiết kiệm diện tích bằng. Đây, cái bình uống trà này cô chú anh chị, cái bình trà. Cái này mình có thể pha trà trái cây hoặc là trà hoa hồng hoặc là trà hoa cúc gì đó, hay mình để vô đây nè. Cái lỗ nó rất là mịn luôn, nó không có sợ có những cái bụi nó bay nó lọt qua khe này. Dễ thương chưa? Đẹp ha. Đây là cái tập về của Kim. Cái tập về rút kinh nghiệm mua cái màu tối thôi, lỡ mình nấu ăn nó bị dính đồ ăn hay gì mà giặt không ra đó thì nó cũng đỡ dơ ha mọi người. Đây nè, có túi nữa, cái mang vô luôn. À, màu tối tối này nhìn đỡ chưa? Cái nhà Kim chưa xong mà Kim mua đồ trang trí rồi nè. Cái này rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Cái này có 3 đồng mấy, chưa đến 4 đồng nữa là có hơn 100 ngàn thôi. Có những ngôi nhà nè, dễ thương chưa? Máng lên chỗ nào đó. Đây ví dụ như vậy ha. Dễ thương.
máng lên đây nè. Đây cũng có những căn nhà, cái này là ở biển. Kim có tình yêu với ngôi nhà dữ lắm, Kim rất là thích ngôi nhà luôn. Đây, cái này cô chú anh chị biết Kim muốn để đâu không? Kim để ở bệ cửa sổ đó mọi người, bệ cửa sổ bên hông này nè, nó dễ thương lắm. Cái này rất là rẻ luôn, cái này 12 đồng là 360, nhưng mà cái này là cái cuối cùng ở trong shop luôn, Kim lấy thì người ta giảm giá Kim làm 2 đồng đó, là còn 10 đồng 300 ngàn ha mọi người. Có nhiều cái thanh gỗ nè, vẽ mà tính ra ở bên này mà bán 300 ngàn giá cũng rẻ đó, chứ cũng bình dân làm, cái này cũng kỳ công mà. Không, Kim sẽ để bên khung cửa sổ bên đây, nhưng mà tạm thời bây giờ Kim để trong đây đi. Cái ly này nè đẹp không cô chú anh chị? Ở dưới đây nó có ba cái đế ha, cái ly này chưa đến 4 đồng nữa, có 3 đồng mấy thôi, là khoảng 100 ngàn đó. Tại vì mấy cái ly nhà Kim nó có nhiều cái cũ dữ lắm rồi, nó bị trầy trụa, nhiều khi nó bị mẻ nữa, cho nên là Kim muốn thay cái ly mới. Kim mua 4 cái ly luôn nè, nó đẹp chưa nè, xinh xinh dễ thương, mà cái tay cầm cũng dễ thương nữa nè. Cái này giống như là soda crystal, thưa chú anh chị. Soda crystal là lần trước Kim sử dụng để Kim vệ sinh những cái nhẫn á, cái nhẫn bạc, cái nhẫn gì đó mà nó bị tối màu, là mình vệ sinh là rất là sạch luôn, hoặc là rửa những cái chỗ mà inox sắt thép gì đó mà nó bị sét, nó bị gì đó, rửa rất là sạch cho cô chú anh chị. Và cái này nè có thể tẩy quần áo luôn mọi người, rất là trắng. Hoặc là rửa cái lò nướng hoặc là microwave gì đó rất là dễ. Khi mua cái này cắt cuộn giấy bạc nè, đây là cái thùng để đựng cái để giặt đồ, giặt đồ mà có cái viên viên giặt á, để vô đây ha. Cái này là để đựng viên viên rửa chén. Kim thấy quảng cáo cái này rửa chén nè, không biết sao, để Kim xài thử thôi chú anh chị. Tại vì cái này Kim thấy là giống như nó sạch sẽ đó, khi mình rửa xong rồi đó, cái mình xịt nước lên đây là vệ sinh. Kim thấy quảng cáo vậy đó là nó sạch, do nó là bằng nhựa đó mọi người, nó không có bám dính như những cái miếng mút. Nhiều khi mình rửa đồ ăn dơ á, là những cái đồ ăn chất bẩn gì nó nằm trong, nó sẽ sinh vi khuẩn ha, nhưng mà cái này thì Kim thấy là quảng cáo là không có sinh vi khuẩn. Này Kim xài thử như thế nào hả mọi người. Còn cái này nè, cái cây rửa này nè cô chú anh chị, cái cây này là nhỏ xíu nè, rửa những cái góc cạnh, giống như là ở trong cái góc cạnh xung quanh cái vòi nước mà ở dưới á, dưới cái chân á, khó có rửa đó, rửa bằng cái này. Kim có mua cái hạt ngò rí để gieo ha, có cái này là để kẹp bọc đồ ăn nè, giống như bọc chip, bọc đồ ăn gì mà mình khui ra đó, cái mình xài không có hết, mình ăn không có hết á, cái mình kẹp lại màu vàng luôn. Mua thêm mấy cái miếng rửa chén này nữa. Cái này là chùi nồi, chùi nồi mà phía bên ngoài hay là cái nồi inox mà cứng đầu á, chùi không có ra đó. Đây, lại thêm hộp nhựa nữa nè cô chú anh chị. Kim thích xài hộp vuông ha,
hộp vuông vức này nè, những cái có cái những cái hộp to này mình đựng rau xà lách thôi gì đó. Cái này nó bằng nhựa nhưng mà là bằng nhựa tốt mọi người. Cái nhựa này nè có thể trong để trong microwave nè, tủ đông nè, tủ rửa chén nè, máy rửa chén nè, nói chung là nó chịu nóng rất là tốt. Đây Kim sẽ rửa hết, rửa xong rồi sẽ xài xong. Bao nhiêu đó hả mọi người, sẽ cho mấy cái ly này vô máy rửa chén rửa. Cái này chắc phải nóng lắm mới mình mới mở gỡ nó mới dễ ra, bây giờ khó mở ra lắm. Đây nè, cô chú anh chị nhìn nè, ở dưới cái đế đó nó có ba cái chinh này nè, khi mà mình để cái ly trà ly cà phê gì đó là nó giống như nó cách nhiệt, cô chú anh chị, nó không có bị nóng dưới cái mặt của cái ly này thì nó cách nhiệt tốt. Nó cái màu cũng rất là dễ thương ha, đơn giản dễ thương. Cái này là hand vẽ bằng tay á mọi người, này người ta vẽ bằng tay nè, này để là blue handmade mug làm bằng tay. Cái này cũng có thể để trong máy rửa chén được các cô chú anh chị. Cái bình trà này nè cũng có thể để trong máy rửa chén được luôn. Thường đồ thủy tinh bên này á rất là tốt mọi người, bây giờ đều xài bằng máy rửa chén được hết. Tại vì mọi người biết sao không? Xài máy rửa chén xong cái là hòn nó sấy khô luôn, mình không phải lau, còn mà mình rửa đó là mình phải lau cho khô thì nó sẽ cực hơn, nó mất thời gian hơn. Cái hộp này đều cho máy rửa chén được hết. Tôi này thấy thì mua hộp thấy hộp không làm nữa, tại vì vẫn chưa có đủ xài cô chú chị ơi, nên là phải mua để mình để đồ cho tủ lạnh á cho nó gọn mọi người, chứ không có để tùm lum ở trong đó. Cái gì mình cứ để vô hộp nó cho mình dễ nhìn dễ thấy, và lúc mình lấy ra nó cũng dễ nữa, còn hơn là mình để nguyên cái như một cái bọc đồ ăn ở trong đó thì lấy ra rất là khó hơn. Mấy cái giấy này dùng tái chế hết trơn hả cô chú chị? Đây là cái thùng đựng viên rửa chén. Viên rửa chén là đây. Rồi, em sẽ cho vô đây. Cho nó sạch sẽ, nó gọn nữa. Chứ nhìn bọc bọc như vậy nó không được đẹp mắt cho lắm. Đây là cái viên rửa chén giống như ở bên này hả cô chú anh chị? Gọn đẹp sạch sẽ. Đây là cái viên cho máy giặt, viên bột giặt. Viên bột giặt thì như vậy, cái này giặt nhiều là Kim để hai ba miếng, hai ba cục như vậy nè, nếu mà giặt đủ ít thì một cục. Ôi cái thùng này mà mua nguyên một bịch mới giờ chắc không có, chắc đựng không hết đó, tại vì nó nhiều, ý là cái này xài gần nửa bịch rồi nhưng mà nó cũng muốn đầy luôn. Xong gọn gàng ngăn nắp của chú anh chị mà đẹp đẹp mắt nữa. Cái hạt ngò này nè, hai ba bữa nữa trời hết mưa đó Kim sẽ ra ngoài Kim gieo. Trong đây có luôn một cuộn giấy bạc ở trong đây nè. Cắt xong rất là dễ nè. Hello cô chú anh chị ơi, chiều nay Kim đang làm buổi tối mọi người. Hôm nay Kim có được cuộn hồng đậu vàng á.
cái này kêu mua sẵn người ta làm xong rồi mình hầm lại thôi. Trong cái hộp này có hai đường cầu hết luôn này. From a free kick, and although the Jets pressed on for an equaliser, they did have a chance at the very end. It was literally the last kick of the game, but they couldn't convert it. But you know, look, I remember the night before. He was the life and soul of the comedy for the few days. He said, "Oh yeah, I reckon it's going to be 10-0. They're gonna get heavily beaten by this team," and we were all turning around looking at Ian saying, "Nah, I don't agree with that." So we were all joking that night. So I blew Ian's score prediction out the window. But they did as much as they can against a very technical team, and look, they did everyone. He had a decent game. He was he started at left back and defended really well. They pressed hard, didn't give him a lot of time on the ball, which is why. Yeah. Okay. Can't argue, yeah. Okay. Yeah, right. Okay. On all of the walls, so you're starting to see the the finished article, yeah. Okay. Well, look, it sounds like you have midfield anyway. So look, you crack on, love. I mean, obviously, when you really got a little bit more time, then I'll catch up with you, love. So, I mean, depending on what I'm doing, so I might even call down and see you and see Phil as well. Okay. But obviously, he's going to be there for a few days. Yeah, the dance class is normal. But Kim doesn't finish work until about 5:30. So if I bring Lauren down to you about 3:15, would you be able to drop her back off home here when Kim gets home from work? Yeah, sure, love, yeah. Would that be alright? Yeah, of course, fine, love. We're not doing anything Saturday, so yeah. You just ring around when you're ready. Yeah, I'll ring around at 3:15 and then I'll have to turn and burn, then I've got to get to the airport for 3:30. I've got a flight at 5:30. But so you'll only be lucky. She'll only be with you for a couple of hours anyway. That's fine. Yeah, we're not doing anything. Going to go see Grandad again this week. Oh, I'm gonna go. Baby, that's Daddy's work. That's not. That's not. Mà cô chú anh chị ăn nha. Còn ghế mà chơi ba chơi chi chưa có rác của chú anh chị nên là ba chỉ đứng luôn. Ăn nha. Còn ghế mà chơi ba chơi chi chưa có rác của chú anh chị nên là ba chỉ đứng luôn. What's that? Chơi. The girl stands sitting down and the daddy standing up. Yeah. Yeah. Daddy didn't have time to build a chair. No good, nah. No. No good, nah. Tức là ăn xong ba chị sẽ ráp thêm một cái ghế. Ba cái nhưng mà ráp trước một cái thôi để có chỗ ngồi cho chú anh chị. Tại vì bây giờ là 6:30 rồi mọi người. Có thời gian mà ảnh mệt á, làm cả ngày. Come on Lauren, I want you to eat now please. Rồi đưa cái dĩa này mình để thịt vô nè. Hay quá. Bye bye. Do you want me to give me some of this then? Yeah, pass the plate over, it's just easier. Keep there. There you go. She loves all the fat in there, doesn't she? Mm. Yeah. They're not very big though, notice how small they are.
No. I don't think so. On Friday. Friday morning, 9 a.m. Wait, there. Oh, you got a disco tomorrow at school? I mean, after the disco. And tomorrow you can wear whatever clothes you want to for the disco. Yay! I'm going to have a disco party again. Ngày mai đó giống chị. Ở trường của chị nè, sau giờ học sẽ có disco. Disco là giống như là có nhạc nè. Disco nightclub. Yeah. Nhưng mà trẻ em đi học phải đem theo 3 đồng với mọi người, khoảng 90 ngàn. Thì sẽ được một cái phần giống như nước uống, nước trái cây hay cái gì đó, với lại một cái bịch chip. We have to bring 3 pounds. Maybe do, yeah. Am I allowed to bring a sweet? No, you get sweets and a snack while you're there. Yeah, it's cool. That's cool. At the disco. Phần kẹo với lại một phần bánh nè. Bánh snack nè. Với lại phần một phần nước uống là 3 đồng. Chứ không chỉ không miễn phí đâu mọi người. Em Chi sẽ được mặc, học sinh sẽ được mặc đồ tự do. Tự do tới disco nó muốn mặc cái gì mặc, mặc là mặc bấy. Chi biết mặc gì mặc hay chưa? No. Không biết không mặc. I'm gonna see today before we go to bed. Mặc cái đầm không được, bữa bà nội mua cho con đi. Được rồi, con bye bye. Why shouldn't it? Con đi đâu có chi à? Hả? We have learned so much during our first year of school, that's what he's like. It's our first time during our first year of school. Well, thanks very much, man. Okay. Cheers. See you tomorrow. See you. Thanks a lot. Thanks. Thanks, mate. Bye. Bye. He said, no problem. That's all right. All it needs is just to get another paint. He said, you're going to bring the book tomorrow. He said, and then you can choose. And I told him that you want the colour that's in the bedroom so we can try to match it up from the wall. And he said, no problem, I can get the paint on Friday. He said, tomorrow he's probably just going to spend most of the day putting up the coving anyway. So you're going to go to work tomorrow. So most of the day when Phil is here, you're at work. But I said, when you come home, you can choose a colour. He can buy the colour on Friday and then he can carry on. He said, all of this needs another coat of paint anyway. So he said, you know, he's still got more to do, so it's not a big problem, babe. So he said, nah. Did he? Yeah. No. He said, you're going to just say unkind things like, Tony, no good now. No. Ba chị đã làm xong cái ghế. She's doing it now. I said, daughter finished a chair. Finished bearing the chair, come lit. I didn't say anything there. Bad, you know. Funny. This is you we're talking about. You never say anything nice. I do. You don't. You're just saying, no good, no good husband. No, I always said you're good thing about you. No, you don't, babe. I am. Yeah, why you don't say those to me then? Let me say them to your viewers. Go on, tell them what I said. No. Cái tầng nhà đã sơn này, không có chú anh chị. Ngày mai cái chú đó sẽ đến gắn những cái đường này nè, đó, những đường bên bên cái hồng của cái tầng nhà đó, là cái đó gọi là cái gì Kim cũng không biết nữa. Tiếng Anh gọi là coffin, honey, coffin. Coving. Vẫn còn sơn thêm một nước sơn nữa nó lên đó cô chú anh chị, này mới có một nước thôi. Còn cái màu xanh da trời chói ló kia là ngày mai sẽ chọn lại nước sơn khác cô chú anh chị. Sau lúc mà Kim nhìn ở trong cái quyển màu sơn đó, cái cuốn sách đó, là Kim chọn cái màu rất là khác luôn, mà sau tới lúc nó ra cái màu đó Kim không biết nữa đó.
em Chi nè, mà cô chú đâu lấy tay ra coi cho mẹ coi coi. Nó em Chi làm cái đầm đuôi cá hả Chi? Mê mày nàng tiên cá đó hả? Trời ơi là trời, cái bả điệu kìa trời. Mà dán băng keo dính vô cái bụng luôn hay vậy ta? Trời, đâu ra sau lưng mẹ coi coi. Mày giống chân váy quá hay dữ thằng vậy mà sao đưa cái đít ra luôn kìa. Có mặt bả điệu kìa. Chị chào ông bà cô chú chuẩn bị đi ngủ con à. Bà cô chú còn đi đâu rồi? Con đi ngủ nha. Không. Ba xong là đi á.